Bây giờ chủ đề ngày hôm nay nó chính là chủ đề OTP. OTP đó. OTP. Đẩy thuyền. Đẩy thuyền để rồi đó. Ví dụ như trên mấy show thực tế hay có mấy cặp OTP mà mấy fan hay đẩy thuyền với nhau đó. Chị Phương với anh Isaac nè. Đúng rồi. Thuyền riêu nè. Nếu mọi người đẩy vui vui thế thôi, để qua đẩy lại thuyền nọ thuyền kia là có mấy cái thuyền liền. Thì cũng em bự lắm, đẩy đi nhanh. Thì ông thuyền tí thôi, thuyền. Gọi là vui văn nghệ cho chương trình. Anh Thành có không được, anh có gia đình rồi. Trước khi có gia đình là thời trẻ của anh đó. Anh thì chỉ có nhu cầu đẩy thuyền người ta thôi chứ ngoài đẩy thuyền anh ở trơn á. Tại vì tôi không phải giống như những cái người khác là người ta hay air up hay người ta yêu ai người ta không dám nói. Anh Thành không có đẩy, anh là hải tặc nha mọi người. Anh chỉ có cướp thôi. Tôi đúng là cướp biển thiệt á chứ. Anh là trước trái tim người ta liền luôn đó. Trời ơi quá trời. Có bao giờ mà anh vô một cái trường hợp mà dù anh tỏ tình với người ta, người ta nói em không biết nữa, cho anh thời gian suy nghĩ được không? Có đó. Anh xử lý sao? Hồi xưa có một mối nói nhỏ quý vị nghe, đừng nói ra nghe nha. Em hứa bảo mật. Cũng một người trong nghề nổi tiếng luôn đó. Nó nói thích tôi không? Quen không? Không. Tôi nói vậy thôi là đứt luôn tới giờ. Tôi nói là cái người kia nhiều khi người ta biết người ta là ai đó, nhưng mà tôi không nên nói. Không, nhưng mà quan trọng là tụi em muốn biết người đó là ai. Bí mật mà thì đằng sao ai mà biết cũng bảo không ai biết mà. Hình, chỉ mấy người ở đây biết hình. Thôi nổi tiếng mấy chữ cái à? Mấy chữ tên, hai chữ. Anh Đức lại là cái tên đó. Ca sĩ, diễn viên hay là ca sĩ luôn đó. Anh Đức đi hát à? Anh Đức hát không? Không, bà còn ré hỏi cái gì bà? Bà đẩy cái thuyền đó chính là thôi lướt đi là biết tới đó thôi. Khán giả quý vị hãy comment cho tôi biết tên nữ ca sĩ đó là ai, kèm đến số người dự đoán y như bà. Chúng tôi sẽ có một món quà đến từ vị trí anh Đứng Thành, một chiếc đồng hồ mới cho bộ sạc của anh. Sao mai hỏi Bích Vương thì Bích Vương dưới cây khô vậy? Em vừa mới nói Isaac. Đúng rồi, em mai chia sẻ Isaac đó. Mai mới có mỗi một người đẩy. Có đẩy không? Bao giờ lấy chồng từ năm 2015 bây giờ là đẩy. Isaac là cái kiểu vui vui thôi, còn cái kiểu đẩy thiệt kìa là có ai không? Thì là phải có từ cái vui nó mới đến được cái thật. Có mấy người nào? Ôi trời ơi. Ngày mai sẽ có một cái tiết Bích Vương thích những cái vui thành thật. Mình cũng phải có process thế thôi. Còn tiền sao à? Có cái thuyền nào riu riu vậy? Ủa sao bỏ em vậy? Cuộc đời em không ai đẩy thuyền em trơn á. Ủa người ta chuẩn bị nguyên bài diễn văn. Tiên một sách là một. Ngày xưa đi học không, gia đình không cho nó yêu. Tôi thấy là yêu chừng 2-3 người xong lấy chồng luôn tới giờ. Trời ơi. Cái tình trường nó gọn gàng lắm quý vị. Sai bé mà anh hỏi em đi. Hỏi không? Tha thiết được hỏi luôn. Không hỏi. Không hỏi. Cái tình trường chán nản không nên hỏi. Thôi anh hỏi. Cho bé cơ hội đi. Cho bé cơ hội đi. Anh hỏi đi. Dạ. Sao anh hỏi gì ạ? Tiền thì sao em? Dạ. Tiền. Chị em đứng không nổi rồi nè. Mà bây giờ nè, hit quốc dân nè, hit maker nè, là tình trường là chắc là một sải mười mấy mối đó. Mấy quyển tiểu thuyết. Sao tiền? Anh Huy biết từ lúc em vô nghề tới giờ là 7 năm chưa bao giờ được ghép đôi với ai. Em chưa bao giờ được OTP với ai. Một ai. Bởi vậy nó mới có nhiều bài hát thất tình như vậy. Nó cũng tình. Có OTP nhưng mà mấy cái mà one time password ngân hàng gửi để nó thanh toán tiền đó. Cho người ta đó. Tùy khiêm tốn vậy thôi. Được chứ thực ra là Tiên với lại Phương cũng biết lịch sử tình trường. Thôi. Thì ra cái 7 năm đó là cái 7 năm mà tự nghĩ thôi. 7 năm chia nhỏ sao? Mà nhỏ nhỏ nha. Nhỏ rất nhỏ nha. Rất nhỏ. Có khi là 7 người một năm không? Một cái khả năng. Em, còn em thì sao? Đỉnh nước à. Anh bắt đầy. Thôi nói nào ngay, mọi người đã kể rồi, chẳng lý nào em giữ lại cho bản thân mình đúng không? Đúng rồi. Tự động đi. Xin mời họ đồng về vị trí à? Tự động đi. Rồi. Biết mà không nói đó. Để thuyền lên dưới bổ lâm hả? Nữa quý vị, một chàng trai rất nhiều những gạch đầu dòng của ông. Negif, đẹp trai, 6 muối. 6 muối không? Cute, nấu ăn ngon luôn. Giọng nói trầm luôn. Alo. Sao chua vậy? Bạn ơi, nó lại sấn sổ nữa kìa. Mình giữ khoảng cách một chút xíu nha. Ông ơi, tự trọng em ơi. Nó lại sấn sổ kìa. Sao nó giống như cục 500? Nó đi nữa kìa. Trời. Trời ơi. Có quen không mà. Ông giữ giá. Giữ giá em ơi. Trời ơi. Giữ giá em ơi. Tự nhiên cái Negif ra cái là có định hướng lại liền. Lừa chúng tôi hay sao? Dương anh Negif bước ra, mọi thứ trong em đều sáng tỏ.
Ôi trời ơi. Trước mắt là đường đi cứ băng băng đi tới tôi đây. Sợ quá. Sao con ông này nó không tế nhị vậy? Anh coi gương mặt của ông lúc mà tiến lên anh ghiếp á. Em ơi, phải là kêu xa lên. À thế à, tại vì trước đây em không có kinh nghiệm cho nên là... Cho nên mới ế đấy. Cười đó. Anh và giọng phải không? Hát của anh. Em thích bài nào của anh? Em thích cái bài mà... Rồi xong. Ai, vậy thích dữ chưa? Em thích cái bài là bài ngủ một mình của anh. Có chừng lộn quá hiếu thứ hai nha bà. Có thích lộn anh không? Em cái anh mà em thích được cao hơn. Cái anh kia là cái anh hái thứ hiu. À hái thứ hiu. Cái gì vậy anh? Buông em trai trời. Chối gì nữa giờ. Em hay rớt miếng lắm em trai. Rớt nhiều nhiều. Em đâu có quăng gì, em không quăng nó cũng tự rớt. Trời đất ơi. Nói đầu ngay những cái gì mà ông thể hiện đó chỉ là một phần phấn khích của ông thôi. Kể nó kể. Phấn khích mà vậy rồi đó. Con bé nhà anh nó hiền lành nết na lắm, tứ đổ tường. Hello bảy. Con chung luôn. Đây ghiếp em thấy ông nhà anh sao? Ưng không? Em thấy cũng dễ thương. Trời ơi dễ thương quá. Chồng. Tôi thấy con ông này nó không phải là đẩy thuyền mà nó là xe tải càng quét anh em ơi. Trời ơi vậy. Rung động rồi anh ơi. Rung động bịch 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 rồi. Em hãy cố lên. Tất cả là của em, của em, của em. Ca khúc hai bạn lựa chọn. Em ơi, nhỏ nè. Em xin phép được giới thiệu bài hát luôn. Đặng rác nữa là đã nuốt luôn. Ca khúc mà vừa rồi ông Baby đã nhắc tên, đó chính là một sáng tác của Hiếu Thứ Hai và Negip. Ca khúc Ngủ Một Mình. Yeah. Wow. Oh my god. Ôi hát ngủ một mình luôn. Xin được cảm ơn phần hỗ trợ của Vũ Đoàn Nước Nhẹ. Hay quá. Bùng nổ. Mười điểm không có nhân. Mười điểm. Hôm nay đúng nghĩa là 10 điểm không nhân nha. Rồi có rung động với bé ông nhà chúng tôi chưa? Anh ơi. Có rung rồi. Lại nữa. Đã đủ để làm vợ anh chưa? Trời ơi. Thật sự là sau cái màn vừa rồi thì em nghĩ là phải mời Negip vào trong để nghỉ ngơi thôi. Em không kiểm soát được ông này nữa rồi. Sợ nha quá. Cảm ơn một lần nữa với sự hỗ trợ em rất là nhiều. Trời ơi, dễ thương quá rồi. Trời ơi, quá trời bá ơi. Nhớ khóa rất trăm năm của chúng ta nha. Và chúng ta hãy cùng nhau chào đón sự trở lại sân khấu của 6 nghệ sĩ trong buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên chính là Bố Gấu. Cú Tây Bắc. Cún Tốc Lô. Ông Baby Hippo Happy. Và cuối cùng là Voi Bản Đôn. Vừa rồi 6 nghệ sĩ chúng ta đã trình diễn tối tiết mục vô cùng đặc sắc. Và trước khi chúng ta bước vào phần bình chọn thì Huy xin muốn được lắng nghe một lần nữa về cảm xúc của hội đồng cố vấn đã trải qua một đêm tiệc về âm nhạc quá là hoành tráng như thế này. Đầu tiên xin mời cố vấn khách mời Eric ạ. Hôm nay em rất là vui và rất là cảm ơn chương trình vì đã mời em tới đây. Không chỉ là được ngồi thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc rất là tuyệt vời của ca sĩ Mặt Nạ Mùa 2 mà lại còn được lên trên sân khấu để song ca cùng với ông Baby. Đây sẽ là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Mọi người hãy cứ tin vào những cái gì mình làm và chắc chắn là trong thời gian tới khán giả sẽ luôn luôn ủng hộ tất cả mọi người. Thùy Chi thì sao ạ? Em không thích cái giây phút này. Biết là cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc chia ly, nhưng mà em tin là không ai muốn chia ly. Ai sẽ có những cái điều mà muốn làm tiếp, muốn hát tiếp, muốn trải nghiệm tiếp và những điều khác. Em cũng không thích giây phút này tí nào, là bởi vì 6 màn trình diễn ở đây chắc là không cần phải ngôn từ nào để mà diễn tả hay là để ngợi khen hơn nữa. Bởi vì 6 mascot ở đây đều là những người rất là xứng đáng. Xứng đáng ở đây nhất đó là xứng đáng với lại tình yêu của khán giả dành cho các mascot. Nhưng mà nếu mà cho em được tự chọn một cái nhân vật mà em mong muốn là sẽ thấy được biến hóa đa dạng hơn, bùng nổ hơn, thì em sẽ chọn Hà Mã. Vì em cảm thấy rằng là với cái nội lực của bạn ấy thì chắc là bạn ấy sẽ còn trân trổ nhiều hơn nữa đến với khán giả. Tốt Phương ạ. Thật ra là em cũng có chung tâm trạng với Chi. Em không biết dùng từ gì ngoài từ không thích cả. Nhưng mà em cũng có chung suy nghĩ với cả Tóc Tiên. Tại vì thật ra Hà Mã với em là một nghệ sĩ có rất là nhiều tiềm năng.
Và em rất là hy vọng rằng là nếu như mà được vào vòng sau và Hà Mã có một cái bài hát riêng cho chính Hà Mã thì rất tuyệt vời. Cảm ơn Phương ạ. Và cuối cùng xin mời Chính Thành. Vòng này là một cái vòng rất là quyết định. Ai cũng muốn làm tốt nhất phần thể hiện của mình. Hôm nay với mình để nói là hai cái bài trình diễn mà mình cảm thấy là trọn vẹn nhất là Ông Baby và Cú Tây Bắc. Họ đã chơi với âm nhạc và họ sống trong cái khoảnh khắc đó một cách nồng nàn. Những người còn lại, mình biết ai cũng rất là nghệ sĩ, đều là những người sống rất là cảm tính. Chính vì cái sự cảm tính đó cho nên đôi chỗ nó không hài lòng theo ý họ thôi. Mọi người đừng quá quan trọng là hôm nay mình hát có vấn đề gì hay không, mà thật sự mình thấy là sáu người ai cũng đã sống rất là trọn vẹn với cảm xúc của mình ở trên cái sân khấu này. Cho nên là nếu như có ai chia tay, tôi biết chắc là người ta tiếc thì có tiếc đó, nhưng mà người ta sẽ không có buồn. Là bởi vì ít nhất mình đã rất là enjoy cái môn mình ở trên cái sân khấu rồi. Thưa quý vị, trong một hành trình tìm ra quán quân của The Masked Singer, ca sĩ mặt nạ mùa thứ hai, thì Ngân hàng Quốc tế VIB hân hạnh tài trợ giải mặt nạ vàng trị giá 100 triệu đồng. Và giải thưởng này sẽ được trao qua thẻ VIB Supercard, thẻ tín dụng hoàn tiền tốt nhất, hoàn 15%, tùy chọn lĩnh vực hoàn tiền. Và bên cạnh đó thì chủ nhân của chiếc cúp tai vàng cũng sẽ nhận được giải thưởng trị giá là 100 triệu đồng đến từ nhà đồng tài trợ Bia Pháp 1664 Blanc, bia vị chất mở bất ngờ. Và mặc dù biết là hội đồng cố vấn cũng như khán giả đều không thích phút giây này tí nào cả, nhưng luật chơi vẫn luật chơi, chúng ta vẫn phải bắt đầu đến với giây phút căng thẳng nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời hội đồng cố vấn hãy bình chọn ạ. 5 4 3 2 1. Hết thời gian bình chọn. Xin mời khán giả trường quay bắt đầu bình chọn ạ. Năm, bốn, ba, hai, một. Hết thời gian mình chọn. Cảm ơn khán giả. Và bây giờ chúng tôi sẽ nhận ít phút để cập nhật kết quả cuối cùng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, hiện tại trên tay của Huy đang là kết quả lượt bình chọn từ hội đồng cố vấn cũng như khán giả tại trường quay. Và chúng tôi sẽ xin phép được chia số mắt cốt làm hai nhóm: nhóm an toàn và nhóm nguy hiểm. Đầu tiên chúng tôi xin được mời voi bản đôn hãy đổi vị trí với Cú Tây Bắc ạ. Xin mời ông Baby đổi chỗ với Cún Tóc Lô. Trời ơi, kế bên đổi gì đó. Và bây giờ xin mời Cú Tây Bắc đứng nguyên ở đó. Thưa quý vị, và chúng tôi xin được công bố nhóm an toàn. 3 tấm vé đầu tiên đã thuộc về nhóm an toàn đầu tiên đã thuộc về ông Baby, voi bản đôn và bố gơ. Và chúng tôi sẽ công bố lượt bình chọn dành cho nhóm an toàn trước ông Baby sở hữu phần trăm bình chọn cao nhất là 31.07%. Đứng thứ hai đó chính là voi bản đôn nhận được 25.24% lượt bình chọn, và bố gấu nhận được 14.56% lượt bình chọn. Chúng ta còn 2 tấm vé và tôi sẽ thông báo là phần trăm lượt bình chọn của 3 mascot còn lại không cách biệt là bao, chỉ 1% mà thôi. Chúng ta còn 3 nhân vật: Cún Tóc Lô, Hippo Happy và Cú Tây Bắc. Và chúng tôi rất tiếc. Cú Tây Bắc sẽ phải ở lại với chúng tôi. Chúc mừng Cú Tây Bắc đã nhận được tấm vé an toàn thứ tư ạ, với phần trăm lượt bình chọn là 12.62%.
chúng ta có hai lựa phần trăm bình chọn là 8,74% và 7,77%. Quý vị sẽ muốn gặp gỡ là ai ạ? Và tấm vé cuối cùng đã thuộc về Hippo Happy! Hippo Happy! What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy. Hippo Happy sở hữu 1% bình chọn là 8,74% và cuốn tóc lô sở hữu 1% lượt bình chọn là 7,77%. Như vậy nhân vật sẽ phải lộ diện trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là cuốn tóc lô. Và chúng tôi xin mời Bì Đậu Đen hãy dìu các mascot vào trong để chúng ta đến với phần lộ diện của cuốn tóc lô ạ. Chúng tôi đã biết chị là ai. Nhưng khi mà chúng ta có ấn tượng đầu tiên về chị, viết đúng hay sai ạ? MC à, nên thay đổi lại thái độ nói chuyện của chúng tôi trong thời điểm này. Wow, chỉ cần thay đổi thái độ nói chuyện của anh với Tiên với anh Thành là được rồi, còn em này, anh cứ giữ nguyên thái độ này với em. Em này là thích tự tin như vậy. Thôi, xin mời Wiko Bling Bling hãy mang phong thư của hội đồng cố vấn ra. Wow, xin chào Wiko Bling Bling. Rồi, cảm ơn Wiko Bling Bling ạ. Hãy đọc to của nghệ sĩ Bích Phương đầu tiên. Ờ, đọc Phương. Tôi sẽ giữ thái độ như thường lệ. Nhưng mà đầu tiên mình đến với lại cố vấn khách mời đi. Đó là ca sĩ Bảo Anh. À, dài nha. Dài, dài là sai rồi đó. Hát quá hay. Mà không nghĩ ra nè. Sau đó có ghi chữ cha cha cha. Chị Hồng Ngọc. À, và đoán là chị Mỹ Lệ. Cha cha cha. Ơ kìa, Bích Phương. Bích Phương đã điền vào trong phong thư của mình rất là ngắn gọn, rõ ràng, ca sĩ Thanh Hà. Trời à, không, cái giọng trầm khàn. Trời ơi, còn bây giờ cặp sanh đôi. Thay đổi thái độ nào. Điều đồng lòng. Nhưng mà như anh Thành nó ghi sai chính tả sao? Cái gì? Sao? Cái chữ đó không nên là sai chính tả được. Lương lẹo. Đó chính là ca sĩ Ngọc Anh. Còn chúng tôi rất là tò mò muốn biết là kết quả dự đoán của hai cố vấn khách mời ngày hôm nay là ai ạ? Em có theo dõi các vòng trước của chị cuốn tóc lô thì ở cái vòng đầu tiên thì cái tên trong đầu em là ca sĩ Sophia. À. Và đến ngày hôm nay thì em lại thay đổi cái tên. Tại vì em nghĩ rằng là cái người này là một cái người mà đúng với chị cuốn tóc lô nhất. Và cũng là một người mà mẹ em rất là ngưỡng mộ, là chị Ngọc Anh ạ. Lần sau để dễ hơn cho em ấy thì em chỉ việc đọc comment trên mạng. Wow. Thế cô Chi thì sao ạ? Em thì chắc chắn là nếu em có là cái vị khách mời của cái vòng đầu tiên đấy thì em cũng sẽ đoán đúng như thế thôi. Chị Ngọc Anh, một chữ thôi là em đã nhận ra rồi ạ. Wow, vâng. Giá như những nhân vật trước cũng có tự tin như vậy. Nhưng đó là phỏng đoán thôi mọi người. Xin mời Bì Đậu Đen hãy giúp chúng tôi hỗ trợ cho phần lộ diện của cuốn tóc lô ạ. Xin mời khán giả đừng quay hãy hô to khẩu hiệu cùng tôi ạ. Mở ra, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra. Dung mạo là cũng có anh Trần Thanh Duy trong đó đó nha. Chú cũng bao nhiêu tuổi rồi ạ? Ôi dồi ôi. Đã từng làm minh tinh nặng bạc. Mười hơn đó. 10 giải thưởng lớn nhỏ. Trời ơi, không nhẽ Lý Nhã Tùy. Rất thần thái. Đó là ai đây ạ? À?
và đó là ca sĩ Ngọc Anh. Ngọc Anh. Wow, như vậy là với kết quả này thì chúc mừng hai cố vấn Tóc Tiên và cố vấn Trinh Hành được cộng 1 điểm. Cố vấn Bích Phương xém may mắn. Vâng, nói chung là chào mừng chị yêu đến với The Mask Singer. Phải nói là rất cảm ơn các bạn. Các bạn đã nhận ra mình. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì các bạn vẫn nhớ đến tiếng hát của mình, mặc dù là mình đã đi rất là lâu rồi. Nếu mà để xuất hiện trên truyền hình hay là một cái public rõ ràng ấy, thì là Ngọc Anh đã không còn xuất hiện khoảng 20 năm. Wow. Đây là lần chính thức trở lại, một cách coi như là có một cái sự đầu tư trong âm nhạc, cũng như là có được cái sự cẩn thận từng bước. Mặc dù là ngay sau cái mùa 1 ấy, bên ban tổ chức đã mời và nói thật là Ngọc Anh đã từ chối và đã yên tâm rằng là sẽ không bao giờ phải đeo cái bộ đồ đấy nữa, bởi vì thật sự là Ngọc Anh nhìn cái mùa 1 ấy, Ngọc Anh thương các bạn lắm. Ngọc Anh cảm thấy là tại sao các bạn phải hy sinh quá nhiều như vậy. Nhưng mà tuyệt vời, cái mùa 1 phải nói là xem mà thấy yêu chương trình, yêu ban nhạc, yêu tiếng cười của Tiên, yêu những cái lời nói của Thành và yêu các bạn trẻ nữa. Rất là yêu Huy, yêu lắm. Cảm ơn chị. Nhưng mà tại sao chị lại từ chối nhỉ? Bởi vì là mình đã đi quá lâu rồi. Cuộc sống bên kia, chồng con, rồi bố mẹ. Và nói thật là còn một chú cún đã rất là lớn tuổi rồi. Chắc chỉ vài tháng để ở với mình mà cảm thấy là mình đi xa lâu quá, mình bị thương. Và mình lại cứ nghĩ là thôi thì mình chưa đủ cái sức để lấy được cái mùa 2, thì hay là thôi cứ từ từ rồi mùa 3, mùa 4 thì cũng được. Thế nhưng mà các bạn tiếp tục thuyết phục thì là mình siêu lòng. Bởi vì mình cũng nghĩ thế này, Ngọc Anh rất trân trọng về thời gian. Nếu mà bây giờ chờ thêm nữa thì liệu cái sức khỏe của mình còn không này, tiếng hát của mình vài năm nữa nó có vấn đề thì sao, ví dụ thế chẳng hạn. Hoặc là mình cũng nghĩ là thôi thế thì mình sắp xếp. Thật sự là lần nào chương trình cũng là vừa mới bay về, hôm trước hôm sau là tập cái là hát luôn như thế này đấy. Cho nên là rất rất là mệt. Nhưng mà thật sự là Ngọc Anh đến giờ phút này là toại nguyện và hạnh phúc lắm rồi. Những bài hát mà Ngọc Anh hát trong cái mùa này là những cái bài mà mình chưa bao giờ nghe cả. Nhờ The Masked Singer mà Ngọc Anh biết đến nhạc trẻ bây giờ hay quá. Các bạn sáng tác hay quá. Giống như là mình ở một cái thời ở đâu ấy, mình trở về vậy đó. Cảm ơn chương trình đã cho Ngọc Anh được trở về một cách mỹ mãn. Mặc dù là con đường mình không phải là tới đích mọi người nghĩ, nhưng với mình lúc này nó đã là một cái điểm mà Ngọc Anh thấy nó rất là đẹp rồi. Đủ cho mình được những cảm xúc yêu thương và làm cho mình cảm thấy mình trẻ lại như thời ba A. Ba nữa. Vâng ạ, nhóm nhạc ba là những nhóm nhạc mà sẽ làm mưa làm gió thập niên 90, một ca khúc mà em nghĩ là bất kỳ ai cũng thuộc hết, đó chính là bài hit quốc dân Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Một cái bài mà 20 tháng 11 mọi người phải tranh nhau đăng ký trước chứ không thôi là lớp khác đăng ký nó thi. Và mỗi lần mà mình chia tay thầy cô trường lớp mà nghe bài hát này là lệ rơi thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại một số cái manh mối cho khán giả được hiểu thêm về ca sĩ Ngọc Anh. Đầu tiên đó chính là hình tượng cuốn tóc lô. Nè, em biết vì sao chị Ngọc Anh chọn cún à? Dạ, sao Tiên? Chị Ngọc Anh có bé cún mà chị thương, mà thương như một đứa con thứ hai của chị Ngọc Anh vậy đó. Chị yêu nó lắm. Thương lắm. Có những lúc trong gia đình mọi người cứ bảo là sợ Ben còn ghen, rồi sao mẹ thương em nhiều thế. Phải nói là Ngọc Anh không biết là lý do gì nhưng mà rất là yêu chó. Bất cứ một con chó nào nó đi ngang qua mình cũng cảm thấy là mình muốn ôm nó, mình thương nó. Chắc kiếp trước làm chó thật đấy. Trong dàn cố vấn chắc em là người phải gọi là khó khăn lắm để mà giả vờ nhưng không nhận ra chị. Bởi vì Tiên với chị Ngọc Anh biết với nhau khi mà hai chị em bắt đầu sự nghiệp ca hát bên hải ngoại á, là xuất hiện cùng lúc với nhau luôn. Thành ra là có rất là duyên nợ. Chị Ngọc Anh là một người mà một thời gian giống như là một người chị thứ hai của mình, là biết rất là nhiều những cái câu chuyện cá nhân gia đình của em như thế nào và cũng đưa cho em rất là nhiều lời khuyên như một người chị, một người dì, và rất là hay rủ qua nhà nấu ăn và đặc biệt luộc gà rất là ngon nha mọi người. Hoài cũng nhớ hoài luôn. Cho nên là chỉ cần hai nốt đầu tiên, hai chữ đầu tiên thôi là em nói chị của mình đây rồi. Phải nói là nụ cười của Tiên đã làm cho chị rất là nhớ, và được gặp em ở đây đấy là một cái kỷ niệm sẽ rất là đẹp, sẽ mãi mãi đi theo chị.
Với lại có một cái câu em chuyển lời thôi. Có một người cũng nhận ra chị ở nhà và người đó cũng có nhờ em là nếu gặp chị thì phải nói đó là chị Thu Minh rất là yêu tiếng hát của chị. Cảm ơn Thu Minh. Ngay tập 1 thôi Thu Minh nhắn: đừng bao giờ cãi nữa nha. Đừng giả bộ không biết nhé. Đây là Ngọc Anh, một người giọng hát rất đặc biệt và thêm một người nhắn nữa đó. Chị Hà Trần nhắn em. Nhắn em rất gọn gàng, rất rẽn: cuốn tóc lô 2. Ngọc Anh. Đó là chị Hà Trần. Và Hà Trần nói với em vậy phải không? Dạ đúng rồi. Còn Hà Trần nói với anh là: thầy Ngôi, làm gì làm nhá, nhớ bình chọn cho cuốn tóc lô nhá. Cuốn tóc lô là làm được nhiều điều bùng nổ lắm đấy. Để mà có được những cái điều như chị ấy, một cái giọng hát đó, một cái tư duy âm nhạc đó, là nhiều người người ta chỉ thèm được có nó chừng chắc 1 tháng thôi, người ta đi làm thì tướng cái nư của người ta còn không có. Đúng như Thành nói, bởi vì sau chương trình này mình mới lại càng thấy được là ồ, không ngờ rằng là mình còn quá nhiều những cái năng lượng và những cái mà mình chưa bao giờ biết là mình có, mà mình tự mình bảo ồ wow, hóa ra mình cũng giỏi phết nhỉ. Em hy vọng là Ngọc Anh của The Masked Singer là như một cái cú tái sinh và chị sẽ bắt đầu yêu thương trở lại, bắt đầu hạnh phúc trở lại với tất cả những gì nó đang tồn tại, đang xảy ra và bắt đầu ra nhạc mới, bắt đầu làm một album mới của mình. Tại vì rất nhiều người còn yêu thương chị và người ta chờ cái sản phẩm mới đó thôi. Ngọc Anh mong đúng như Thành nói, bởi vì đang rất vui là chuyện gia đình cũng đã ổn định hơn rất là nhiều rồi, cho nên là bây giờ sẵn sàng để mà bay nhảy khắp nơi. Cho nên nếu như sau chương trình này thật sự nếu mà được khán giả yêu thương, được mọi người đón nhận thì chắc chắn rồi Ngọc Anh mong sẽ được cống hiến một lần trọn vẹn nữa trước khi mà Vừa rồi có một cái hình mà em thấy rất là thú vị, đó chính là một người fan 2 thập kỷ. Thì bây giờ em muốn chị chia sẻ thêm là người fan hiện tại có phải là đang đồng hành cùng với chị hay không ạ? Nếu mà không có người bạn này, Ngọc Anh đã không hát nhạc Phú Quang. Nếu không có bạn này, Ngọc Anh chưa chắc đã tham gia chương trình này. Bạn là người luôn luôn cho Ngọc Anh những cái lời để biết rằng là mình vẫn còn nhiều năng lượng trong công việc. Sau khi rời 3A xong, mình cũng đã định là chuyển một cái nghề nào đó khác. Các bạn cũng biết, những năm 2000 ấy, âm nhạc rất là khó khăn, nhất là mình là người ở Bắc nữa. Và lúc đấy lại mới sinh em bé nữa, cho nên là để trở lại một con đường solo nữa, thì mình cũng không biết đi như nào cả. Tưởng như là mình đã chuyển nghề rồi. Thì không ngờ là người bạn này là một người fan từ lâu rồi mà mình không bao giờ biết cả. Thời đó không có video chat như bây giờ, không nhìn thấy mặt, chỉ một cú điện thoại thôi mà đã gọi Ngọc Anh. Sau ngay 1 tháng, Ngọc Anh cùng cả gia đình đi vào Sài Gòn. Và lúc đấy mới nhìn biết là bạn đấy là ai. Và bạn đấy là người đã biên tập, bỏ tiền ra lo cho mình làm album đầu tiên Phú Quang. Wow. Và người đó vẫn theo Ngọc Anh, thương Ngọc Anh, động viên Ngọc Anh, thúc đẩy Ngọc Anh cho đến giờ này, mọi lúc, mọi nơi. Mỗi khi Ngọc Anh trở về Việt Nam, người đầu tiên mà Ngọc Anh muốn để mà nghe là Ngọc Anh đã tốt chưa thì chính là bạn ấy, Nguyễn Chí Lực. Một người tri kỷ, đúng nghĩa. Thật sự là tri kỷ. Cuộc đời này, kiếp này, mình hát như là cho bạn ấy. Bởi vì mình hát bài nào bạn ấy cũng yêu, bạn ấy cũng phê, bạn ấy cũng ngồi. Giống như là kiếp này bạn không hát được, cho nên bạn ấy dồn hết tất cả tình yêu trong âm nhạc cho mình. Rất cảm ơn là đã cho mình có một cái thời gian để chia sẻ như vậy. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ mà nói tới nhạc Phú Quang á, chỉ là một trong những ca sĩ thể hiện rất là thành công, thì chắc mình nên có một cái gì đó gọi là hồi tưởng, mang kỷ niệm trở lại đi chứ nhở. Điều giản dị đúng không chị? Ôi bài đó là bài nổi cực kỳ qua giọng chị Ngọc Anh. Ngoài bài hát Tiên Cầu, em cũng rất là mong muốn được nghe lại ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Đúng rồi. Xin được yêu cầu 2 bài ạ. Khoan, cho em yêu cầu bài được không ạ? Có một bài hát này mà em nghe chị Ngọc Anh hát trong suốt những cái năm tháng mà em nằm ở ký túc xá trời nóng ở nhạc viện ấy. Thì có một bài hát là Chỉ Là Giấc Mơ, em nghe đi nghe lại. Chỉ Là Giấc Mơ. Và em có thể xin chị hôm nay hát lại cho em được trở lại thời gian ấy một lần được không? À, để tôi nỗi nhớ mùa đông nhé. Nếu mà các bạn cứ yêu cầu như này chắc làm live show cho mình đi. Nhưng mà bây giờ chắc trước thì phải hát bài Quốc Dân trước đi. Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Yeah.